Lòng biết ơn là gì? Và chúng ta có lòng biết ơn trong cuộc đời riêng của chúng ta không? Tất cả mọi người chúng ta đều có những gì trong cuộc đời mà chúng ta cảm tạ, phải không? Chúng ta tạ ơn. Có lẽ là một người nào đó, hoặc là có lẽ một gì nào đó trong cuộc đời riêng của chúng ta. Chúng ta có lòng biết ơn và có lòng cảm tạ. Bởi vì sao? Nếu mà muốn một cuộc đời hạnh phúc và đầy vui vẻ thì chúng ta phải có tấm lòng biết ơn. Bởi vì tất cả mọi người chúng ta đều biết rằng là chúng ta không có thể nào sống một mình riêng được, nhưng mà chúng ta phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Và qua những mấy sự giúp đỡ đó, chúng ta có lòng biết ơn không? Họ nói rằng hai từ mà nó rất là quan trọng, mà tất cả mọi người chúng ta đều học được hết, và hết tất cả ngôn ngữ đều có hết. Cái từ số 2 là xin lỗi. Mỗi lần chúng ta làm một cái gì sai đó, chúng ta nói xin lỗi, phải không? Cái đó là cái từ số 2. Nhưng mà chúng ta biết cái từ số 1 là gì không? Từ số 1 đó là cảm ơn. Chúng ta thấy rằng hai từ đó thôi chúng ta học trong cuộc đời là đủ rồi. Xin lỗi và cảm ơn. Và giữa hai, giữa những cảm ơn nó rất là quan trọng, phải không? Cảm tạ từ trong tấm lòng và có lòng biết ơn. Đó là cái điểm chính mà nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc và sống vui vẻ trong cuộc đời riêng của chúng ta. Gần xin muốn chia sẻ một cái câu chuyện. Vài năm trước đây, anh với lại vài người bạn ngồi ăn tối và nói chuyện. Và một trong những người bạn này là rất là thành công. Cô này đã làm việc từ hồi 20 tuổi ở trong một cái công ty, và sau đó đi lên cao lắm. Và làm rất là nhiều tiền, là nhiều tiền đến nỗi mà vào khoảng 33 tuổi và là về hưu luôn, không có cần làm một ngày nào nữa trong cuộc đời. Rồi sau đó cô chán quá, rồi sau đó bắt đầu thành lập lên một cái công ty riêng, rồi sau đó vẫn thành công tiếp. Và khi ngồi nói chuyện chia sẻ này nọ thì những mấy người bạn khác hỏi cô làm gì mà sao thành công quá vậy, cái điểm gì mà làm cho cô thành công. Và nhiều lúc chúng ta hay nghe những mấy cái câu chuyện nó như về thành công. Có người nói ô tôi làm việc rất là cực nhọc khổ và sau đó tôi thành công, hoặc là tôi rất là hên, có người này giúp, có người kia làm này cho tôi, kia cho tôi, rồi sau đó tôi thành công. Nhưng mà cái lời trả lời của cô này nó rất là hay. Cô nói điểm này là có lòng biết ơn. Khi mà có lòng cảm tạ thì chúng ta có thể thành công được. Và khi mà lắng nghe đó, chúng ta nói ủa sao lạ vậy, lòng cảm tạ mà thành công. Đúng là như vậy. Bởi vì sao? Cái cô này hay lắm. Cô có nguyên một cái cặp rất là nhiều cái thẻ đó, cái card về cảm ơn. Mỗi lần có một người khách nào, mỗi lần có một người nào bạn nào, hay là có một người nào gì đó làm một cái gì cho cô này, thì cô viết ra một cái lá thư cảm ơn, hoặc là một cái card mà để cảm ơn đàng hoàng đó. Và nhiều lúc trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta nhớ rằng cảm ơn người này người kia và có lòng cảm tạ, có lòng biết ơn, thì những mấy cái người mà đã giúp cho chúng ta, họ sẵn sàng giúp tiếp nếu mà chúng ta cần. Và đây nó rất là hay, bởi vì khi mà chúng ta nói về sung sướng, nói về hạnh phúc, nói về cảm tạ, thì cái điểm này là cái chính. Đó là sự cảm ơn và lòng biết ơn và sự cảm tạ trong cuộc đời riêng của chúng ta. Vậy khi chúng ta bước vô trong phúc âm của Thánh Luca chương 17, đoạn 11 tới 19, chúng ta có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện là Chúa Giêsu đang trên đường tới Jerusalem, mà trên đường tới Jerusalem, Ngài đi qua làng Samaria. Và trên con đường đi qua làng Samaria này, Ngài gặp 10 người bị bệnh phong cùi. Cái bệnh phong cùi này nó rất là đau đớn, bởi vì sau một thời gian nào đó trong cái bị phong cùi này á, là sẽ bị chết nếu mà chúng ta không có làm gì để chữa được cái bệnh này. Và cái câu chuyện nó rất là hay, bởi vì nó nói về 10 người bị bệnh phong cùi, bị bệnh cùi này đó. Thì 10 người này họ biết họ đều có bệnh hết, và khi mà họ nhìn thấy Chúa Giêsu đi qua thì cả 10 người đều lên tiếng và kêu lên tiếng Chúa, tên Chúa, và nói lạy thầy, xin thương xót con, phải không? Và sau đó sao? Chúa
Giê-xu đã cho họ 10 đã cho hết tất cả 10 người này cái lối cách để được chữa lành. Và Chúa đã nói họ phải làm gì, và trên đường đi làm thành điểm đó thì họ được chữa lành, họ không còn bị cái bệnh phong cùi này nữa. Rồi sau đó làm sao? 10 người đều được chữa lành hết, nhưng mà trong 10 người đó, một người thấy mình đã được chữa lành đó rồi và có lòng cảm tạ, có lòng cảm ơn, và bởi vì vậy cái một người này đó đã cố tình đi lại tới Chúa để cảm tạ. Và cảm tạ một cách mà chúng ta thấy rất là rõ phải không? Cúi người xuống và cảm ơn Chúa Giê-xu Kitô. Và đây nó rất là hay. Anh xin muốn chia sẻ 5 điểm. 5 điểm rất là quan trọng để chúng ta có thể suy niệm về phúc âm này. Cái điểm số 1. Điểm số 1 anh xin muốn chia sẻ đây là nói về cái bệnh phong cùi. Bệnh phong cùi nó ảnh hưởng cái cơ thể của một người. Và nhất là trong thời buổi xã hội bây giờ chúng ta chữa được cái bệnh phong cùi. Nhưng mà bệnh phong cùi nếu mà không chữa được thì sao? Ở một thời gian nào đó nó bắt đầu nó làm cho cái cơ thể của chúng ta bị đau đớn. Nó cứ vậy nó ăn đi cái cơ thể của chúng ta. Và nhiều lúc chúng ta so cái bệnh phong cùi cơ thể và cái bệnh phong cùi đối với lại thiêng liêng. Con gọi cái này là phong cùi thiêng liêng. Có nghĩa là sao? Giống như trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta, qua mỗi lần chúng ta phạm tội lỗi nó giống như là cái phong cùi. Bởi vì sao? Nó làm cho cái linh hồn của chúng ta càng ngày càng đau khổ thêm. Và nếu chúng ta không làm gì, giống như cái bệnh phong cùi, chúng ta sẽ chết trong đời sống thiêng liêng. Trên cái điểm này nó rất là quan trọng. Như 10 cái người mà bị phong cùi này, họ kêu lên tên Chúa Giê-xu, thì chúng ta trong cuộc đời riêng cũng phải chú ý về cái bệnh phong cùi trong đời sống thiêng liêng của chúng ta. Cái điểm số 2. Điểm số 2 con muốn chia sẻ đây là nói về cái cách chữa bệnh phong cùi. Thì cách chữa bệnh phong cùi khi mà nói về cơ thể thì nhất là thời buổi khoa học bây giờ có rất là nhiều cách để chữa được cái bệnh phong cùi đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái bệnh phong cùi về đời sống thiêng liêng thì chúng ta chữa bệnh phong cùi trong đời sống thiêng liêng bằng cách nào? Cách trước nhất là chúng ta phải chấp nhận, phải nhìn thấy những cái điểm yếu trong cuộc đời của chúng ta và nhìn thấy những tội lỗi trong cuộc đời riêng của chúng ta. Và từ đó chúng ta có thể ăn năn, chúng ta có thể thay đổi cuộc đời. Bởi vì sao? Khi mà thay đổi cuộc đời ở trong đời sống thiêng liêng của chúng ta thì chúng ta cố gắng làm việc tốt hơn để chúng ta vượt qua được những mấy cái đau khổ của tội lỗi và được bị cái bệnh phong cùi trong đời sống thiêng liêng. Cái điểm số 3, điểm số 3 muốn chia sẻ đây là cái cách mà chữa được cái bệnh phong cùi trong đời sống thiêng liêng là qua Chúa Giê-xu Kitô và qua bí tích hòa giải. Đó là bí tích xưng tội. Mỗi lần chúng ta phạm tội thì tội nó giống như là phong cùi, nó ảnh hưởng cái đời sống thiêng liêng của chúng ta. Và nếu chúng ta không làm gì hết, chúng ta nói ô tôi không bị bệnh gì hết, hoặc là ô đời sống thiêng liêng của chúng ta bình thường thì không có vấn đề gì hết, nhưng mà thật sự ra chúng ta lúc nào cũng phạm tội, không phải là người tốt, vân vân này nọ, Chúa vẫn yêu mến và Chúa vẫn yêu thương và Chúa kiếm hết cách để tha thứ cho chúng ta, để giúp cho chúng ta không bị cái bệnh phong cùi này nữa. Nhưng mà cái điểm quan trọng nhất là chúng ta đi tìm kiếm Chúa Giê-xu để giúp cho chúng ta. Cái điểm số 4 tôi muốn chia sẻ trong cái bài phúc âm này, nó rất là hay, là cái lòng biết ơn và sự cảm tạ Chúa. Trong cuộc đời riêng của chúng ta nhìn thấy bao nhiêu hồng ân, bao nhiêu ân lành Chúa đã cho chúng ta. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là như vậy, chúng ta có lòng biết ơn không? Chúng ta có cảm tạ Chúa không? Cái này nó rất là quan trọng đây. Bởi vì sao? Để ý 10 người nha, 10 người đã bị bệnh phong cùi, kêu tên Chúa Giê-xu Kitô để chữa họ, và trên đường họ được chữa lành. Nhưng mà trong 10 người này chỉ có một người thôi, chỉ có một người có lòng cảm tạ, có lòng cảm ơn, và chỉ có một người đó tới Chúa để tỏ ra lòng cảm ơn. Và Chúa Giê-xu cũng nói 10 người đã được chữa lành phải không? Chính người kia đâu? Chỉ có một cái người này là cái người ngoài
ngoại nhóm Israel mà tới đây lại để cảm tạ sao? Cái người này là Samaritan. Và nhiều lúc mấy người Samaritan chúng ta không có thấy là họ sẽ có lòng cảm ơn. Nhưng mà để ý trong phúc âm này chúng ta nhìn thấy nó rõ. Cái người mà chúng ta thấy mà chắc không có lòng cảm ơn, cuối cùng có lòng cảm ơn. Nhưng mà mấy người khác thì sao? Cái câu hỏi đặt ra là như vậy. Cái lòng cảm tạ và lòng cảm ơn đó là điểm số 4 mình muốn chia sẻ. Và cuối cùng, cái điểm chính nhất ở trong phúc âm này nói lên cái sự cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa. Nếu chúng ta muốn hạnh phúc, nếu chúng ta muốn sống vui vẻ trong cuộc đời của chúng ta, thì mỗi ngày chúng ta phải đều có lòng biết ơn và sự cảm tạ Chúa trong cuộc đời riêng của chúng ta. Bởi vì sao? Mỗi lần khi mà chúng ta suy niệm về bao nhiêu hồng ân, bao nhiêu ân lành, tất cả những gì Chúa đã cho chúng ta, đó là một cơ hội để chúng ta đi sâu vào trong cuộc đời riêng của chúng ta và nhìn thấy bàn tay của Chúa làm việc và hoạt động trong cuộc đời riêng của chúng ta. Tất cả những cái hồng ân mà Chúa đã trao cho chúng ta là một món quà thật sự tuyệt vời và cao vời. Cái câu hỏi đặt ra là như vậy: chúng ta có lòng biết ơn và chúng ta có lòng cảm tạ không? Và nếu chúng ta có, chúng ta có tạ ơn Chúa không? Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.